How's the fiance, dude? Fiance. Hey, xin chào, chào mừng đến với vlog mới trên kênh của mình. Chuyến đi lần này ấy, bọn mình có hai nhân vật ở đây. Thứ nhất là Bonnie. Đâu đó. Em muốn giới thiệu bản thân không? Ok, như anh Tài bảo là đây là một cái lâu đài và có một gia đình đấy. Sở hữu cả cái lâu đài này ở đây. Ồ, đẹp quá. Đây này, đây, em thấy không? Đẹp không? Đẹp, đẹp thế. Ôi, đẹp thật. Đẹp quá. Mọi người thấy cảnh ở đây cực kỳ yên bình này. Ao sen, đẹp không? Cảnh ở đây này. Núi. Woo, núi. Woo. Núi. Woo. Cây. Woo. Đây, team mình đây. Thằng này đang phè phỡn sau khi ỉa một bãi to đùng. To không em? Đây, thằng này đây. Đang nghịch đồ chơi của nó. Vừa nãy chạy vào ấy, cả mình lẫn thằng này đều buồn. Là mình đang bước bước chân vào toilet rồi, nó huých mình ra. Thằng That's whoa. Like the worst vlogging ever. When I finish my sentence, I'm gonna cut it and then I'm gonna insert you laughing afterwards. Là mình đang bước bước chân vào toilet rồi, nó huých mình ra. Ok, nếu như các bạn còn nhớ ấy, thì khoảng 3 năm trước rồi. Ok, đi đường khác. Chó sủa to quá. Khoảng 3-4 năm trước, năm 2016 mình về Việt Nam thì mình có đi cùng thằng Đuông Dừa với cả thằng Huy Lược đến Tràng An. Thì đợt đấy thì mình cũng không biết gì lắm về địa điểm này. Mình chỉ biết là nó là một khu của cái bộ phim Kong The Skull Island. Thế hồi đấy khi mà đi xem thì bọn mình đi cái tour thuyền của Tràng An. Mà chỉ mỗi thế thôi. Thì lần này ấy, mình về thì mình tranh thủ dẫn thằng Bonnie luôn, giới thiệu nó về Việt Nam, về đất nước. Khi mà plan cái chuyến đi này thì mình biết đến cái núi tên là núi Hang Múa. Nói chung là lên trên đấy cảnh đẹp vô cùng. Và mong là sẽ có những cảnh drone gọi là cực kỳ epic. Thôi đi, bọn mày ơi, nói chuyện vừa rồi. Thôi để con đi đi nào. Nào nhanh lên, bây giờ đi đi. Thôi đừng nói gì nữa. Thôi được rồi, đủ rồi. Thôi không có nói ngang gì nữa. Tâm sự vừa thôi. Bây giờ đi không? Nào có đi không nào? Khổ quá, lâu quá. Mày đi không? Bonnie, mày sẵn sàng đi chưa? Thằng Vi, ok không? Thì sẽ được nhiệm vụ ôm em gà luộc. Một năm rồi không gặp nó. Hôn nó một miếng. This isn't me. It's all in my head. I can feel it. I'm imagining this. Can I wake up? From the stream all over, fall back to sleep, please. Ok, Tê. Sup? Giới thiệu mọi người bây giờ đi đâu? Alright, we're gonna okay. Go. Kế hoạch tan nát. Mình đi Hang Múa. Ừ. Và Tràng An. Ừ. Thì phải. Đi đâu trước? Mình sẽ đi. Bonnie, yeah. Stop laughing and put on the fucking purple helmet. I got you. Oh, dễ thương nhỉ. Oh my life. Oh, these are stickers on Facebook. Yes. Không cần đâu. Đội nó là được rồi. Đội lên là được rồi. Khổ quá. Nó ngã, nó chết kiểu sao. Hello, kitty. Trộm vía mẹ mày nuôi mày tốt nhỉ. For a second, for a minute, can we go? For a second, for a minute, can we go? For a second, for a minute, can we go? For a second, for a minute, can we go? Can we go back? Ok, anh em mình về mua vé rồi ấy, thì họ bảo là hóa ra là khoảng 3 năm trước ấy thì chỉ có mỗi tuyến thứ 3 thôi. Còn gần đây thì họ mới mở ra hai tuyến là tuyến 1 và tuyến 2. Thực ra ấy, thì mình muốn đi cái tuyến mà đi đến một cái chùa mà nó nằm ở giữa sông, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mình nhớ là 3 năm trước mình đi là có cái chùa đấy. Nếu như mà đã đi tuyến 3 rồi ấy thì bây giờ nên đi tuyến 2. Tuyến 2 thì sẽ có cái chùa nằm ở giữa sông. Dạ bác. À, bác khỏe ạ. À. Ôi, cô giờ đứng lên kìa, sợ thế. Đây đi. Catching time wasn't catching. Back when we were
là lần đầu tiên Ti đi đến Ninh Bình, cảm thấy nào? Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời anh hiểu ạ. Yeah, it's cool because I think in Halong Bay we only got to go for like one or two caves. Yeah. Here, at least the caves have a bit more depth to it. You can go in and out, and rather than Halong Bay, just like one small tunnel. Mm. And also because here it seems like we're going through like a maze of mountains. Mm. Halong Bay was just like a one big kind of like, it's too wide, right? Yeah. It wasn't as interesting. I mean, it's beautiful, wide, but it wasn't like didn't have the you know, I guess variety. Yeah. That this has. Oh, there's a drone there. There's a drone there. Hey, có một con gà nướng ở trên kia. Đối thủ gà luộc. Ok, như bây giờ ấy, bác thì vô cùng tốt bụng. Bọn mình hơi đòi hỏi một chút nhưng mà kiểu gì ấy nữa thì bác cũng giúp. Nghĩa là bây giờ bọn mình đang ở cái đền ở giữa sông ở Tràng An đây. Và bây giờ ba đứa mang camera, đồ nghề, gà luộc các kiểu đứng ở đây và chuẩn bị quay những cảnh nói chung là khá là cool phải không? Bác lái đò của mình đang bị phạt tại vì cho mình leo lên cái chùa, thì bây giờ mình phải đi xin hộ bác đây, chắc chắn rồi, tại vì lỗi hoàn toàn là của mình. Có vẻ như là xin chưa được. Mình thì thực sự cảm thấy rất là buồn tại vì bác rất là nice, bác cực kỳ tốt luôn, và kiểu là bọn mình thì đi nước ngoài về thì cũng rất là nhiệt tình, lấy nhiều cảnh đẹp với cái thứ thì muốn quay phim chụp ảnh, thì bác cũng rất là chiều. Bây giờ có vẻ như là bác sẽ bị kỷ luật. Thì mình đang cố xin dùng bác đây, chứ bây giờ kiểu như là bị làm sao thì tất nhiên là mình sẽ cố hỗ trợ bác hết mức có thể không? Thực sự là ngoài cái quả mà chúng mình khiến bác lái đò phải chịu đựng ấy, thì mình thấy đây là một chuyến đi cực kỳ tuyệt vời. Nghe lúc nãy mà nói chuyện ấy thì cái bác đấy mình xin xỏ mãi tại vì thực sự là lỗi hoàn toàn của bọn tôi, tất cả ba đứa này, tại vì hứng thú quá rồi, nhiệt tình quá rồi muốn leo lên cái chỗ đấy, chứ bác thì không phải lỗi của bác. Mình có nói về cái bác bảo vệ ấy, là you know, có gì thì có gì bỏ qua, nhưng mà mình cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mình còn lâu mới bỏ qua cho Hiếu. Bỏ qua cho bác, nhưng mình sẽ không bỏ qua cho Hiếu. Ok. Bác bây giờ đang cảm thấy hơi buồn chút. Bonnie đang quay phim, mình đang vlog, Ti đang sờ nước, bác đang hơi buồn. Bonnie đây. À, thằng này nhá. Hannah, are you watching this, Hannah? Để xem là khi bọn mình cập bến ấy, thì bên quản lý sẽ như thế nào. Mình mong là bác không bị kỷ luật gì cả. Gay cật quá. Bây giờ đang hồi hộp đến lúc cập bến.
cả ba đứa cũng không thưởng thức cảnh được cho lắm, tại vì đang không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Barney, mày có buồn không? Không. Oh my god, mọi người nhìn này, núi đây thì bác bảo là tên là cổng trời. Cổng trời. Có một cái lỗ đi xuyên qua luôn, hay đấy. Right, Barney, what do you think is going to happen to her? I think she's going to get a telling off and probably a school fine. I don't think she's going to be too harshly disciplined. But I do think she's going to have some sort of discipline. Right, Thee, what do you think is going to happen to her? She might get fired and not be able to support her family because all of her co-workers are snitches. She might just quit life in general and just be a monk up some mountain. I don't know. Anything could happen, but let's hope it does not happen that way. I think she should subscribe to my channel and watch us publicize her and her faults on the channel. Smile, boys, come on. You're on holiday. Alright, so... Okay. Now, chụp đầu vào. Đặt đầu lên vào. Mày đang nghiêng thuyền rồi đằng kia, dịch lại đi. Mày cười gì mày có hiểu không? Bao đi, hiểu không? Bác ơi, cuối cùng là lúc nãy như nào? Bác gì cơ ạ? Bác kia bảo thôi được rồi. Bác kia bảo thôi được rồi ạ. Tại bọn cháu hơi nghịch dại và muốn chụp ngưỡng cảnh cho nên tí your prediction was wrong. Barney, your prediction was wrong. Now it all boils down whether she subscribes to my channel or not. Bác ơi, cháu có kênh YouTube vậy ạ? Đã có đăng ký kênh YouTube cháu đâu ạ? Kênh YouTube là sao? Kênh đăng ký để nói chuyện với cháu à? Vâng. Đăng ký nếu mà nói chuyện với cháu thì qua thằng em thì mới nói chuyện được, chứ qua thằng em ấy. Vừa rồi bác có nói chuyện với bên quản lý thì bên quản lý bảo thôi được rồi, lần này thôi chứ không được lần sau nữa. Thì bây giờ mọi người đang rất là vui vẻ và tươi cười. Bác thì kiểu gì cũng sắp kênh mình nói. Vậy nha, bây giờ anh em đang nghỉ ngơi ở đây uống trà đá. Vừa mới đi xe máy sau khi đã làm một chuyến thuyền căng thẳng ở Tràng An. Và bây giờ ấy, chị bán hàng ấy thì mình hỏi là mất khoảng bao lâu để đi từ đây đến Hang Múa, là cái núi mà nhìn rất là đẹp trên Instagram. Mình thấy rất là nhiều các bạn Tây traveler bay đến đấy. Thì chị bảo từ đây đến đấy mất khoảng 5 đến 7 phút thôi. Và sau đấy thì từ dưới lên trên thì mất khoảng 15 đến 20 phút. Nó đơn giản hơn rất là nhiều cái chuyến leo núi ở Hạ Long cách đây phải gần như một năm trước. Tí, dịch kết. Ngon vãi trưởng. Mình ngơi no nét cả rồi. Tin đang còn khá là nhiều thời gian nên bây giờ đang đợi cà phê chảy. Ok, bọn mình vừa đến nơi rồi, bây giờ đang phải cố tranh thủ chạy lên cái đỉnh núi đây. Cái vấn đề bây giờ ấy là mình tính hơi nhầm. Nhưng mà khi mà tính mặt trời lặn ấy, hay là hoàng hôn ấy, quên mất là đang leo trên núi thì phải tính là sao cho cái núi ở đây này thì mặt trời nó cũng phải tầm đấy thì nhìn mới đẹp. Chứ bây giờ cái núi ở đây mà mặt trời nó tia xuống dưới này rồi thì mới đấy là nắng. Nhà mọi người thấy là bây giờ mọi thứ có vẻ dịu đi rất là nhiều. Nắng không còn nữa. Không biết là lên trên đấy trông sẽ như nào. Bắt đầu cuộc hành trình. Càng phết đấy mọi người ạ. Không đùa đâu. Đến hơi muộn ý. Xui quá. Barney đang dưới này. Giờ phải lên trên kia. Cái này dốc hơn. Tao không ngờ dốc cái bước này.
sao thế? Cả người tăng vọng một chút xíu. Lưng cắm lên, dốc lưng cắm lên. Lúc lên trên này ấy, thì cuống cuồng, mình thì ngay lập tức lôi con gà luộc ra để có thể bay và quay được những cảnh trước khi mặt trời đỡ lại. Thì ông Ti này thì tranh thủ leo trèo và không hề sợ độ cao chút nào. Bonnie thì ngay lập tức triển khai con máy quay để quay cho Ti có mấy cảnh slow-mo epic cinematic. Lúc nãy bọn mình leo lên này, rẽ sang bên này, như các bạn rẽ đường kia kìa. Thì bạn sẽ lên con rồng. Ok, chúng mình đang ở trên đỉnh của cái hang múa này. Chúng mình lại đang mạo hiểm tính mạng thêm một lần nữa để có những cái cảnh epic shot. Ôi trời ơi, sao mày quay tao làm sao? Yep. Tao nhìn có manly không? Very manly. Đây mọi người ạ, mình vừa leo lên đây. Nhưng mà không lên được đỉnh ở trên này vì quá ghê gớm. Và mình cũng định leo ra đây mà cũng quá khủng khiếp. Bonnie thì bảo mình ngồi lên đây. Thằng điên. Vậy rồi, đó là chuyến đi Ninh Bình của bọn mình. Lần thứ hai quay lại Ninh Bình mà vẫn vui vãi lúa. Đúng là trong mỗi chuyến đi thì không quan trọng cái địa điểm mình đến, mà quan trọng hơn là những người mà mình đi cùng, đúng không? Và tất nhiên là địa điểm đến nó cũng phải đẹp nữa. Cho nên địa điểm đến cũng quan trọng. Thời gian còn lại trong ngày thì bọn mình vui chơi vui đùa một chút thôi. Như mọi người thấy đây, kẻ thắng trong cái trò ném chai này thì tất nhiên là tôi rồi, đúng không? Haters gonna hate, likers gonna like, share and subscribe. Và mình hẹn mọi người lần sau ở trên kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Sad.